Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em một chiếc bảo bình cá chép hóa dầu. Đây là hình ảnh cá chép vượt vũ môn quan. Đây, khi các bạn nhìn thấy sản phẩm này ở bên dưới, ở bên dưới là hình ảnh những chú cá chép đang vươn lên bên trên. Và ở bên trên phần này, phần nóc của cái mái nhà này thì có hình ảnh một chú cá chép đang sắp thành rồng rồi. Và ở trên phần bên trên mái nhà tượng trưng cho trời ấy, thì là đã có một chú rồng được đắp nổi hoàn toàn bằng tay, rất là đẹp. Toàn bộ họa tiết mà các bạn đang nhìn thấy đây là họa tiết được đắp nổi bằng tay thủ công hoàn toàn và được sản xuất tại Bát Tràng. Sản phẩm này là thuộc dòng men dạ. Đây các bạn để ý nhé, ở bên dưới là họa tiết hoa sen, rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ đo kích thước của cái sản phẩm này. Chiếc bình này có cái chiều cao là 1m27, khoảng 1m27. Đường kính miệng là 32, anh nhìn xa ra đi, anh nhìn xa ra để đường kính miệng là 32 thì cả đường. Và cái đường kính bụng của sản phẩm này là 60cm, 60. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chi tiết là hình ảnh con rồng này nhá. Nguyên thì con rồng này nó có cái chiều cao của con rồng là 38cm và cái độ nổi ra bên ngoài là 13cm. Chiều dài của rồng là 38 nhé, chiều dài rồng là 38 và độ nổi ra bên ngoài là 13cm, rất là kỳ công. Cái họa tiết ở trên sản phẩm này chính nó chính là hình ảnh cá chép, rồng và hoa sen. Phần mặt đằng sau này thì nó có vân mây và hoa sen. Tôi sẽ quay mặt đằng sau này lại cho các bạn nhìn. Đây là mặt sau của sản phẩm, thì được đắp nổi họa tiết hoa sen rất là tỉ mỉ và đẹp. Âm thanh rất hay. Bên này chúng ta có thể bày ở trước cửa gian phòng khách của chúng ta, rất là sang. Go ahead.